Xin chào các bạn đang theo dõi kênh xe điện motor điện, kênh chuyên cung cấp về phụ tùng xe 3 4 bánh và các loại động cơ. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ xe điện 4 bánh chở hàng, bán hàng lưu động, xe chở khách hoặc là làm vào nhiều việc khác, tải trọng 1 tấn ở số chậm và tải trọng 5 đến 6 tạ ở số nhanh. Bộ sản phẩm thì bao gồm cầu sau phanh dầu, cầu trước hàn sẵn không phanh, nhíp 6 lá nhé. Bánh thì 450-10, lốp không xăm. Bánh xe có đường kính là 48 cm, bản rộng hông lốp là 12 cm. Nhíp này, bộ dây điện rất đầy đủ nhé. Cầu sau thì phanh dầu, động cơ là 2000W các bạn nhé. Công suất động cơ 2000W. Chân phanh dầu có khóa, tay số đảo chiều, chân ga. Nói chung nó như một con xe điện 4 bánh mà các bạn có thể dựng lên toàn bộ luôn. Về cơ bản là nó đầy đủ hết. Đấy. Chi tiết thì các bạn cứ xem trong video này. Hệ thống lái này, giằng lái này, đầy đủ. Bên em sẽ hỗ trợ cho khách hàng cách lắp đặt, có hỗ trợ cách lắp đặt dây điện thì đấu sẵn luôn. Đấy. Nhíp thì đầy đủ phụ kiện như trong hình ảnh đây, rất là nhiều phụ kiện nhíp. Bánh xe này, cầu phanh đĩa nhé, rộng thì có các cỡ, mét 3 cũng có, mét rưỡi, mét 6 có hết, mà 90 cũng có, 90, 70, 60 đều có. Ở khách hàng tùy ảnh. Đây, đèn pha thì có hai loại này. Các bác thích đèn pha nào thì chọn loại đó. Loại này thì tích hợp sẵn xi nhan này, còn loại này thì phải dùng xi nhan rời này. Giá thì chênh nhau một chút thôi. Đây, công suất động cơ đây, 2000W này. Điều khiển rất là to các bác nhé. Đây các bác nhìn này, một tay giang ra còn chưa hết này. Đấy. Cần số đảo chiều, chân ga rất là đầy đủ. Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ 0966 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của xe điện motor điện.